Chào các bạn, công nghệ đã ngập tràn quanh chúng ta rồi và tất cả những cái thiết bị ví dụ như là laptop này, smartphone hay là những chiếc đồng hồ thông minh hay là nhiều những cái đồ công nghệ khác nữa thì khi mà sử dụng ấy, chúng ta đều cần phải có một cái bộ sạc. Và nếu như các bạn mỗi một cái thiết bị mà các bạn sử dụng một cái bộ sạc thì chắc chắn buổi tối về thì chúng ta sẽ cắm chi chít phòng ngủ đúng không? Và trong video này, mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bộ sạc đến từ thương hiệu Baseus để giải quyết vấn đề sạc nhiều thiết bị trong cùng một thời điểm và bây giờ thì mình sẽ đi tìm hiểu chi tiết cái củ sạc này để xem nó có thực sự là hiệu quả hay không nhá Vâng và đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành mở hộp cái bộ sạc này để xem cái thiết kế của nó để xem nó có thuận tiện trong cái quá trình sử dụng hay không Vâng và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp cái sản phẩm này nhé Thì các bạn sẽ chú ý này, ở phía trước này là hình ảnh sản phẩm này, chúng ta sẽ hiển thị luôn là bốn cái cổng sạc ở đây. Và chúng ta sẽ có cái tên gọi GN2 Pro và Quick Charger. Ở đây thì nó sẽ có một cái đánh dấu là 2C 2U nghĩa là sẽ có hai cổng USB C và hai cổng USB A. Và ở phía bên trên này thì các bạn sẽ ngay hay là ngay cả cái phần thân này này thì nó sẽ hiển thị một cái chữ là 100W, nghĩa là cái bộ sạc này sẽ hỗ trợ lên tới 100W. Đấy, các bạn hãy sức chú ý này. Ở phía dưới sườn bên này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái chữ BPS 2.0. Đây là một cái công nghệ đến từ Baseus hỗ trợ sạc ổn định, đáp ứng đủ dòng tối đa cho những cái thiết bị cần thiết mà không hề gây ảnh hưởng hay là đặc biệt là những cái trường hợp mà xảy ra chập cháy nổ ấy thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiết bị. Đấy, cái công nghệ BPS 2.0 đến từ Baseus. Và ở đằng sau này thì chúng ta sẽ có hàng loạt cái thông tin và với những bạn anh hiểu kỹ thuật thì các bạn đọc có thể sẽ hiểu nhưng mà với những bạn sử dụng bình thường thì những cái thông tin như thế này thì cực kỳ là huyền ảo luôn à, các bạn cứ hiểu nôm na là gì với cái củ sạc này chúng ta sẽ hỗ trợ được sạc những thiết bị công nghệ cũ công nghệ mới và sạc nhanh nhất có thể ở tại thời điểm hiện tại cho những cái thiết bị đó rồi đấy, hiểu nôm na thế thôi cho nó dễ hiểu đúng không ở phía bên này thì là chỉ là cái tem chống giả thôi rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mà hộp cho các bạn tham khảo nhé Đó, các bạn thấy không? Chúng ta có một cái củ sạc lên tới 100W nhưng mà cái kích thước của nó thì các bạn có thể tưởng tượng được không? Nó cực kỳ là nhỏ luôn. Đấy. Vâng ở bên này thì chúng ta sẽ có cái sợi cáp hai đầu USB Type C và cái sợi cáp này thì sẽ hỗ trợ băng thông là 60W. Các bạn có thể sử dụng sạc được cho laptop hay là điện thoại một cách ngon lành nhá. Vâng và ở đây còn gì nữa không? Ở đây thì chỉ có sách hướng dẫn sử dụng thôi. Sách hướng dẫn sử dụng thì bỏ qua cái củ sạc thì cần gì về hướng dẫn sử dụng đúng không? Bây giờ thì mình sẽ đi tìm hiểu luôn cái bộ sạc này. Vâng và để minh họa cái công nghệ GN2 Pro nó hay ho và hiệu quả đến như thế nào thì tất nhiên mình sẽ lấy một cái củ sạc thông thường. Đây, đây là một cái củ sạc 60W. Nếu như bạn nào mà đã từng mua hay từng sở hữu những cái củ sạc 60W của Samsung ấy, thì các bạn cũng sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái củ sạc kích thước như thế này. Đấy, nhưng với cái bộ sạc mới đến từ Baseus với cái công nghệ GAN2 Pro thì các bạn đã có một cái củ sạc công à, suất lên tới 100W nhưng mà cái kích thước đây lại so lại được nữa. Kích thước nó nhỏ ngang bằng với cái củ 60W trước đây của chúng ta. Thấy chưa? Các bạn thấy hay chưa? Ở đây, đây các bạn sẽ nhìn thấy này 100W này, Baseus GAN Technology. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu củ sạc nào ở phía bên viền này thì các bạn sẽ có một cái lớp nhựa bóng màu đen và ở phía trong phần thân này thì sẽ là cái nhựa nhám nhá. À, chúng ta sẽ có cái chân gập thì tất nhiên ví dụ như thế này à, nếu như các bạn mua ấy thì nó sẽ có các cái loại chân khác nhau ví dụ như cái chân tròn này này thì nó sẽ dành cho thị trường Việt Nam hay là một số những thị trường châu Âu. Thế còn cái chân gập này thì dành cho thị trường Việt Nam hoặc là thị trường Trung Quốc thì chúng ta hay sử dụng cái chân dẹp và chúng ta sẽ gập lại như thế này thì nó cũng có cái hay của nó Ví dụ như cái chân tròn này này, nếu như các bạn mà cầm đi lại ấy, thì nó rất là bất tiện, nó hay bị gập gãy. Còn cái chân dẹp này thì chúng ta sẽ rất là gọn. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình ấy, thì lại có một cái đặc thù là nếu như gia đình bạn nào mà sử dụng những cái ổ cắm nó cũng không được tốt lắm. Thì khi mà chúng ta cắm cái chân gập này vào nó sẽ hơi khó bám một chút. Đấy các bạn chú ý nhá. Rồi và bây giờ thì mình sẽ tới cái cổng sạc. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có hai cái cổng sạc USB-A để sạc cho những cái thiết bị thế hệ cũ và phía trên này thì chúng ta sẽ có hai cái cổng USB-C thì cái này sẽ sạc cho những cái thiết bị công nghệ thế hệ mới và tất nhiên nó sẽ hỗ trợ những cái tính năng những cái sạc nhanh mới nhất hiện nay đó và tất nhiên là mình sẽ phải thử thì mới biết được đúng không Cái bên trên này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái logo bây thôi Đấy. về thiết kế thì mình phải khẳng định với các bạn một câu là đây là một cái thiết kế nhỏ gọn đẹp thực sự là còn sang trọng nữa cơ chứ không phải là nhỏ gọn đơn giản đâu Ok thiết kế thì như vậy rồi Bây giờ thì mình sẽ tiến hành thực nghiệm một chút xíu Mình sẽ sạc cái điện thoại Sạc cái laptop Để xem cái công suất của nó Liệu có đáp ứng được hay không Rồi và bây giờ mình sẽ thử luôn Thì ở đây mình sẽ Thử cắm vào những cái ổ cắm bình thường Thông thường thì cực kỳ ngon lành đúng không Thì các bạn sẽ thấy luôn cái đèn trạng thái ở đây nó đã thể hiện rồi Và mình sẽ thử sạc cho Một chiếc điện thoại đi Mình sẽ sạc một cái điện thoại Note à, 10 Mình thử xem là nó sẽ đạt được như thế nào nhé. Vâng và bây giờ thì các bạn đã nhìn thấy cái thông số rồi đúng không? Chúng ta đã có công suất lên tới 19, 20, 22W à, tùy vào thời điểm. đấy Nó sạc thì nó kéo được bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị đầy đủ ở đây. đây 89V này, 2,2A. Vâng và chúng ta sẽ xem qua một chút xíu ở trên cái điện thoại này. Thì à, nó sẽ báo sạc như thế nào nhé Đây các bạn sẽ nhìn thấy này chúng ta sẽ sạc siêu nhanh 2.0 đấy rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang một cái nặng độ hơn đấy là sạc laptop để thử xem xem nó có thể sạc được cho laptop ở công suất bao nhiêu và bây giờ thì mình đã có cái thông số ở đây rồi thông số chúng ta nhìn rất là hấp dẫn luôn 19,6V 2,8A và công suất lên tới 55,3, 55,4W một cái công suất có thể nói là mạnh nhất dành cho những cái chiếc laptop này đấy nếu như các bạn mà sở hữu cái bộ sạc này các bạn đi đâu đó các bạn sạc cho laptop thì đảm bảo với cái laptop này của các bạn thì sẽ vừa sạc vừa làm việc một cách ngon lành đấy một số những cái củ sạc thì vẫn có thể sạc được cho laptop nhưng mà nó sẽ gặp phải một cái vấn đề đấy là chúng ta sạc ấy thì uh, nếu như mà chúng ta vừa sạc vừa làm việc ấy, thì nó vẫn hết pin với những cái củ sạc như vậy thì các bạn thường là phải gập máy lại để cho nó sạc cho nó đầy pin đi sau đó thì chúng ta mới dùng được còn với những cái củ sạc mà có công suất đã sạc lên được tới 55W như thế này thì các bạn vừa dùng vừa sạc thoải mái nó vẫn sạc đầy pin cho các bạn luôn và mình sẽ thử thêm cái cổng sạc bên này nữa để cho các bạn tham khảo tất nhiên là hai cái cổng sạc thì nó sẽ tương tự như nhau đấy các bạn thấy không cái cổng sạc bên này thì nó cũng sẽ 55W và tất nhiên các cổng sạc USB-A thì nó vẫn hỗ trợ những công nghệ sạc nhanh ví dụ như là Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, rồi 2A vân vân đấy thì cái cổng USB-A thì vẫn hỗ trợ sạc như vậy. Vâng và như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn cái củ sạc đến từ thương hiệu Baseus à, nó có thể sạc cùng một lúc bốn cổng sạc và nó tích hợp hai cái cổng USB A là những cái cổng sạc phục vụ cho những cái thiết bị đời cũ và nó sở hữu hai cái cổng sạc USB Type C để các bạn có thể sạc được cho những cái thiết bị công nghệ thế hệ mới hay là những cái chiếc laptop sử dụng công nghệ sạc Type C. Và tất nhiên nó hỗ trợ những công nghệ sạc nhanh mới nhất hiện nay. Và khi mà các bạn sở hữu cái bộ sạc này thì chỉ cần một bộ thôi, chúng ta sẽ có thể sạc được thoải mái các cái thiết bị khác một cách ổn định và không lo nhiều cắm nhiều cù sạc để phục vụ cho từng thiết bị riêng biệt ok à, như vậy video đến đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại